Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn ân hận, xấu hổ vì nhận 5,2 triệu đô la Mỹ. Trong phần tự bào chữa, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nói vô cùng ân hận và xấu hổ vì đã nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. Ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các tổ chức có liên quan. Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư cho các bị cáo là cựu lãnh đạo các đơn vị, phòng ban của Ngân hàng SCB và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra. Cựu cục trưởng Cục 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, bị đề nghị án chung thân vì nhận 5,2 triệu đô la Mỹ. Vụ án này, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân về tội nhận hối lộ. Trong phần luận tội trước đó, đại diện viện kiểm sát xác định quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra. Cạnh đó, chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc ngân hàng SCB, trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ và đưa tiền qua bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra. Trên cơ sở đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu. Theo đại diện viện kiểm sát, bị cáo Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành thanh tra, gây phẫn nộ trong nhân dân nên đã đề nghị mức án chung thân về tội nhận hối lộ. Các bị cáo khác thuộc các đơn vị, phòng ban tại ngân hàng SCB như Từ Văn Tuấn, nguyên giám đốc trung tâm kinh doanh khách hàng Ulesen SCB, Mai Hồng Chính, nguyên giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng SCB, Mai Văn Sáu Nhở, nguyên giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng SCB, đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn nên bị đề nghị mức án chính, 12 năm tù. Dằn vặt, xấu hổ, suy sụp, giảm 19kg. Tự bào chữa cho mình, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nói cảm thấy vô cùng ân hận, xấu hổ cho bản thân và gia đình về hành vi của mình. Bị cáo dằn vặt, bản thân nỗ lực khắc phục hậu quả của những hành vi sai trái. Mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhân đạo nhân văn, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Bị cáo mong có cơ hội sớm trở về gia đình dưỡng bệnh, bản thân trong thời gian tạm giam cũng rất suy sụp và giảm 19kg, bị cáo Nhàn nói. Luật sư bào chữa cho bị cáo Nhàn thì đề nghị hội đồng xét xử xem lại tội danh nhận hối lộ. Luật sư cho rằng Nguyễn Văn Hưng là người ra quyết định thanh tra ngân hàng SCB và chỉ đạo bị cáo Nhàn, từ đó bị cáo Nhàn chỉ đạo các thành viên đoàn thanh tra. Thế nhưng các bị cáo khác trong đoàn thanh tra bị cáo buộc với vai trò đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mức phạt cao nhất chỉ 15 năm tù, riêng bị cáo Nhàn lại bị truy tố về tội nhận hối lộ, mức phạt cao nhất là tử hình. Luật sư cũng cho rằng bị cáo Nhàn không chủ động gặp, thỏa thuận, bàn bạc đối với Trương Mỹ Lan để thực hiện công việc gì giúp cho bà Lan. Thời điểm nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn đã kết thúc quá trình thanh tra, hoàn tất kết luận thanh tra, ý thức chủ quan khi nhận tiền là thụ động. Cuối cùng, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nhàn, không nhất thiết phải áp dụng mức án chung thân. Còn đối với các bị cáo Từ Văn Tuấn, Mai Hồng Chính, Mai Văn Sáu Nhở, các luật sư cho biết thân chủ của mình đều là người làm công ăn lương, không được can thiệp vào các hồ sơ vay vốn, không phải là người thân tín, trao đổi trực tiếp với Trương Mỹ Lan nên đề nghị được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.